phận nào mà thường thường còn giữ lại lâu nhất anh? Cái đó là toàn cái phổi tim á. Phổi tim là lâu nhất hả? À, phổi tim lâu nhất. À, có một phần tay chân cái đầu này kia. Dạ, lẹ. Lẹ hơn. À. Chung là bộ phận bộ lâu lòng là chắc nhất luôn. Dạ, lâu nhất. Người nói là khi đang hỏa táng như thế này. Dạ. Cái bột sắt nó bật dậy, nó ngồi dậy, anh có thấy lần nào giống gì không? Dạ, cái khi có. Có luôn. Cái à? Đó cái gần như giật á. Trên ngực. Dạ, giật gần á. Bột sắt ngồi dậy luôn hả? Dạ. Ngồi trên cái sắt á, dậy sắt á. Ngồi dậy, bật ngồi dậy luôn. À. Công việc của chú thì làm thiện nguyện nghe cô chú anh chị, chứ không có lãnh lương nha. À, rồi, Minh Tơ mến chào cô chú anh chị. À, hiện tại Minh Tơ đang đứng tại tháp hỏa táng của phường 1 của thành phố Trà Vinh. Thì hôm nay Minh Tơ cũng qua đây để quay cái tháp hỏa táng của người dân tộc Khmer. Hiện tại thì ngôi tháp đang hỏa táng một người chị cũng đang ở trong xóm của Minh Tơ. Đó là chị Thạch Thị Yên Linh, thì chị bị bệnh ung thư đại tràng vừa mới mất. Và hôm nay là lễ mai táng của chị tại cái lò hỏa táng của phường 1 thành phố Trà Vinh. Thì ở trong là đang hỏa thiêu của chị nè, của chú chị. Thì Minh Tơ vào trong để quay cho cô chú chị cùng xem nha. Đây là lò hỏa táng của người dân tộc Khmer nè cô chú anh chị. Thì ở đây mấy chú đây là đại diện bên lò hỏa táng, thì cũng đứng hỏa táng của chị là Thị Yên Linh. Thì nãy Minh Tơ đang nhận được thông tin là chị lễ đồng quan của chị lúc 2 giờ. Thì nãy Minh Tơ đi quay giúp toàn cảnh thì Minh Tơ không có qua đây đưa tiễn cho chị được. Thì mấy tháng trước thì Minh Tơ cũng đã quay hỗ trợ cho chị. Lúc trước thì chị còn sống thì chị cũng qua nhà của Minh Tơ, nhờ Minh Tơ quay hỗ trợ cho chị. Thì chị mang chứng bệnh trong người, hiện tại là chị cắt bỏ cái phần hậu môn, chỉ đi bằng bên hông của chú chị, chứ không có đi đường cầu đi tiểu tiện thì đã bị cắt bỏ cái phần hậu môn rồi. Thì trước chị còn sống chị nhờ Minh Tơ quay để hỗ trợ cho chị để kiếm tiền thuốc men. Thì con bệnh quá ác thì chị rất là thì chị cũng mang trong người cũng nhiều năm trong chứng bệnh này. Thì gia đình chị cũng đang gặp khó khăn á, chị thì có 2 đứa người con. Đó, rồi gia đình thì chị lúc còn sống thì chị đi bán vé số, phụ bán cơm, rồi ông xã thì đi làm hồ. Một đứa con thì sống ở Sài Gòn, đi làm ở Sài Gòn. Một đứa nhỏ con gái thì đang học lớp 11. Thì chị lúc còn sống thì chia sẻ chứng bệnh của chị. Nói chung là Minh Tơ quay được 2 clip để đăng kêu gọi, thì cũng có cô chú cũng đã thương tình cũng gửi kinh phí về để gửi cho chị lúc còn bệnh để đi điều trị. Nhưng căn bệnh của chị nó quá nặng, nó di căn rất là nhiều qua những bệnh khác, nên chị đã ra đi mãi mãi. Thì ngày hôm qua Minh Tơ cũng có đi viếng lễ tang của chị, thì hôm nay Minh Tơ không có đưa chị được, thì Minh Tơ đi giúp toàn cảnh khác. Minh Tơ đi ngang thì thấy lò thì đang hỏa táng chị, thì Minh Tơ vô đây quay để cô chú chị cùng xem. Minh Tơ nhìn thấy thì cũng gần xong rồi cô chú chị. À, thấy bộ phận xương cốt của chồng của chú chị thấy không? Để Minh Tơ hỏi ông chú lò rồi khoảng mấy tiếng mới xong của chú chị. Đây là chú quản lý lò này của chú chị.
mình thiếu khoảng mấy tiếng rồi hồi anh? Hai chắc mấy khi ba tiếng. Anh mới được ba tiếng hả? À. Chị là vô lò là mấy giờ vậy anh? Vô lò 2:30 á, 2:30 á. Ồ, quay được 1:30 ha. À. Khoảng 2:30 mới xong anh? Dạ, khoảng 2:30 á. Có khi nào có xác nào mà anh quả táng lại thì có cái xác nào mà khó khăn nhất rồi cho anh phục vụ bên lò này không? Dạ có chứ, bút lù này mình cũng có làm vậy. Như là cái xác nào mà khó nhất anh có dạ có 3 tiếng mấy cũng có hả? Khó nhất luôn anh? Dạ khó nhất 3 tiếng mấy á. Đó, 3 tiếng mấy là thiêu hoài thì... Dạ thiêu hoài không có cháy cứ không, thêm... Không hết hả? À? Dạ không hết cứ thêm củi hoài vậy đó. Củi hoài mà không hết. Dạ. À. Khi cái bộ phận nào mà thường thường nó còn giữ lại lâu nhất anh? Cái đó là toàn cái phổi tim á. Phổi tim là lâu nhất hả? À phổi tim lâu nhất. À có một phần tay chân với đầu này kia. Dạ lẹ. Lẹ hơn. À. Chung là bộ phận bộ lâu lòng là chắc à. Nhất luôn. Dạ lâu nhất. À. Hiện tại anh công việc anh làm đây được bao nhiêu năm anh? À năm nay 8 năm rồi. 8 năm hả? À 8 năm. À, với anh quả táng bên làm bên bên này nè có lương tháng không hay là à, không có này làm cho chùa hả? À, làm cho chùa chừng nào mà sư ổng cho thì lấy không cho thôi không có hỏi ổng không có xin ổng à, à. Thì mỗi lần nếu mà có xác thì chùa báo cho mình để qua mình dạ 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 à, mà chùa thế hỗ trợ mình thôi dạ yeah. Trung bình ví dụ anh làm hỗ trợ một cái xác này người ta trả nhiêu tiền? Này cái xác này em làm cái công quả người ta cho nhiều cho à? Cho nhiều cho hả? À? Dạ không có đòi hỏi. Không có giá. Không có dạ không có giá. Rồi cái tư ví dụ mà các hoàn cảnh người ta cũng lì xì mình thêm không tiền nước chứ thêm. Dạ đó nó lì xì 100-200 đó. À thì cũng có. Dạ có. Công việc trung bình anh là một ngày anh thiêu là một ngày bán bao nhiêu xác? Này lúc này khoảng có một ngày 2 xác có 3 có 4 có. Ồ một ngày à, hả? Dạ. Công việc thì cũng có từ nặng nhọc từ tường anh lãnh từ mấy giờ đến mấy giờ? Thì sáng có khi 6 giờ 5 giờ vô cũng có khi 12 giờ đêm cũng có nữa. Ủa 12 giờ đêm của anh làm một mình anh hả? Dạ vô mình làm mình à. Ủa là không nó không có đệ tử nào để anh truyền đạt lại hay sao? Dạ không kiếm mình. Kiếm chưa có. À, ví dụ anh bây giờ đúng năm nay nhiêu tuổi rồi? À 55 tuổi rồi. 55 mà hiện tại chưa có nhìn thấy một đệ tử nào để anh truyền đạt cho hết. Dạ chưa nhìn kiếm chưa thấy. À, công việc này thì thấy rất là nặng nhọc luôn anh. Dạ nặng á, khó cực kỳ lắm á. Nó nóng á. Có những mùi hôi rồi. Dạ. Chứ nóng nữa. Dạ nóng. Ủa, anh có từ ngày anh làm nghề 8 năm nay hả? Dạ 8 năm rồi. 8 năm thì có một cái hoàn cảnh nào mà anh thấy anh quả táng mà anh thấy anh sợ chứ không? Dạ không có hả? Sợ. Mà thấy mình thấy tội vậy á không có sợ. Khi 2 giờ đêm khi anh làm một mình anh không sợ không? Dạ không có sợ. Mình quen rồi, mình làm mình thiệt tình cái lương tâm ăn thua cái lương tâm của mình á. Dạ. Lương tâm của mình làm tình mình tốt ra không có bao giờ sợ. Dạ không cho mình sợ. Ừ. Có một khi anh quả táng xong rồi về nhà anh cảm sợ anh nghĩ tới một cái anh làm một cái quả táng gì về nhà ảnh hưởng tới vậy như anh sợ nhất khi anh nhìn thấy không cảm tưởng dạ cũng mình nghĩ vậy nhưng mà mình nghĩ lại cái thân của mình cũng như người ta vậy thôi nghĩ chỗ mà vô tường khổ não vô ngại rồi đó. Cái thân mình rớt sao gì mình cũng vô đó à. Mình thấy tội cho anh ta thôi chứ mình sao cũng vậy à. Mà người nhiều người nói là khi đang quả táng cái này à. Nó bật sắt nó bật dậy nó ngồi dậy anh có thấy lần nào nó gì không? Dạ có khi có luôn cái à? Đó gần như giật á dạ giật gần á sắt ngon vậy luôn hả? Dạ ngồi trên cái sắt á dậy sắt á ngồi dậy bật ngồi dậy luôn à. Wow. Nếu mà mình là anh cũng giải quyết bình thường à? Dạ mình bình thường à không mình phải lấy cây mình đè dạ tôi để tôi từ cháy xuống từ cháy anh không có đè hay là dạ, không. Từ cháy rã rã tôi từ cháy rã thì xác này trung bình khoảng mấy tiếng xong anh này khoảng một tiếng mấy nữa dạ.
Nhưng mà anh nghĩ là sắc này nó sẽ nhanh hơn không? Dạ, sắc này nhanh. À, tại vì chị cũng mang bị bệnh ung thư này kia đó. Dạ, sắc này lẹ nhanh. Nhanh hả? Dạ. Thì anh thấy được mấy bậc chục phần trăm mà anh? Này mới được 7% rồi. Được 7% hả? Còn 3% nữa không? Dạ, 3%. Thì anh nghĩ là nếu mà làm nghề này chắc cũng, nó cũng độc hại cho gia đình anh lắm ạ. Dạ, độc hại á. Vậy mình làm phớt cái sao vậy? Mà lúc trước mình cũng nhận biết là hiện tại mình hồi đó cũng nhiều người đã làm trước anh mà người ta hiện tại không có bỏ nghề. Dạ. Sao anh dám nghĩ anh nhận cái nghề này? Dạ dạ. Này cái đó là em cũng không có tính vô làm nữa, tại có ông thầy đó, ông đây năn nỉ quá đó. Yeah. Năn nỉ quá rồi không có ai thấy được có mình em vậy đó. Yeah. Được có mình em rồi mới nói với sư cả trong chùa đó. Yeah. Rồi ông nói lên nói với Phật tử trong chùa, ban quản trị rồi chùa. Yeah. Rồi mấy ông bà Phật tử rồi ông chịu mới chịu phụ vô cho ông á. À. Giờ ông lớn tuổi ông đi hết nổi rồi ông giao cho đi mình. Vậy là cũng trước cũng có nhiều người để đứng lò đây. Dạ. Sau này chú đó bằng giao lại cho anh ha. Dạ, cái ngày ông thầy đó giờ ông 83 tuổi rồi. À, giờ anh làm ông làm hết nổi rồi. Dạ, ông làm hết nổi rồi, ông chuyện cho. Dạ. À. Rồi vậy cũng cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ. Cảm ơn anh nhiều sức khỏe để lo cho tốt cho bà con dạ. Ở tại chùa. Dạ dạ, cảm ơn anh. Dạ. Chuẩn bị cúng cơm để nhận hài cốt của chị Thủy Linh của chúng thì đây ngồi nhà cúng đem phần mâm cơm. Trước khi nhận hài cốt chị đem về thì cúng mâm cơm của thầy tổ ở đây cúng rồi xin nhặt hài cốt đem về. Chuẩn bị mâm cơm để chuẩn bị nhận hài cốt này của chúng thì. Ủa này mâm cơm là sao vậy anh? Thì mình đem lại mình cúng đi rồi cho chúng sanh ở đây á, rồi cả người mới mất liền á, cúng rồi mình xin lụm cốt về. Như hoàn cảnh nào thiêu là xong mực đều làm nghi thức này hết anh? Dạ dạ. Như người Việt mình cũng yêu gia đình người ta cũng làm cơm đem cúng luôn hay là chỉ người Khmer thôi anh? Dạ, mình người Khmer, còn cái người Việt người ta đem về nhà, người ta cúng ở nhà. Cúng cơm ở nhà, dạ, còn mình cúng tại chỗ. Dạ, dạ. Khác biệt với người ta. Dạ. Dạ. À, thì người Khmer, người Kinh khác nhau của chú chị, mọi cách nhận hài cốt đem về nhà thì khác nhau. Hai cốt của chị cũng gần xong rồi, cô chú anh chị ơi. Thì người nhà thì cũng làm mâm cơm, cũng mâm tổ tại phố địa tại đây. Cũng, thầy tổ bên quả táo thì sẽ cúng mâm cơm này. Để xin nhặt hai cốt lên về nè. Ya.
chương trình làm việc sắp được 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 Chưa xong anh? Dạ chưa. Chỉnh sạch rồi, chặt từng chặt sạch chặt xong một lần. Tán xong rồi cô chú anh chị ơi, chú lò hoa tán thì đang chuẩn bị kéo hài cốt của chị ra để cho con cháu nhặt hài cốt, rất là nóng luôn cô chú anh chị. Mình tôi đứng từ miệng lò ra đây 3-4 mét á, rất là nóng luôn. Nãy mình tơ hỏi chú bên chú lò cho nói là cái bình người chết thiêu khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Rất là nóng luôn. Cô chú nghĩ đi, nếu mà làm cái nghề này dùng cái lò quá tái thì ô nhiễm có nào. Chúng ta đứng đây quay chút xíu mà có những cái mùi nó khác cô chú nhiều. Mình không quen làm thì không nổi đâu, nó cái hơi nóng rồi phần ô nhiễm nữa. Anh này thì ảnh làm 18 năm nay à. Những chú trước cũng mấy người đã giải nghệ nè. Những người kia thì cũng không làm nổi thì cũng nhà chùa thì bầu qua cho anh này làm, bây giờ được 8 năm. Đây là con cháu để qua đây để nhận hài cốt của mẹ nó về nè. Phía sau có anh Sơn là chồng của chị Thị Yến Linh qua đây để nhận hài cốt của vợ đem về. Con cháu rất là mạnh luôn, chú nhỉ. Cái phần trong trắng là cái hài cốt đó tôi chú nhỉ, hài cốt của cho chị Yến Linh. Đây là con cháu và gia đình của chị Thị Yến Linh.
rất là nóng luôn cô chú anh chị ơi. Công việc của chú thì làm thiện nguyện nghe cô chú anh chị, chứ không có lãnh lương nha. Thì một xác thì Minh Túc Chức Minh Tơ hỏi chú làm bên lò hỏa táng này, chú nhận một vụ lao 500 ngàn. Nhưng tùy các hoàn cảnh, nhưng hoàn cảnh nghèo khổ quá thì chú không có lấy tiền luôn, chú thiêu dùng thôi. Nếu mà hoàn cảnh khá giả thì một hoàn cảnh thì được 500 ngàn một xác chết. Hỏa táng xong chú dọn dẹp xong sạch sẽ lò này kia xong mới bàn giao hài cốt cho gia đình, 500 ngàn. Thì có cô chú nhà nào ấy mà thương thì cho thêm 100-200 ngàn nữa để tiền cà phê. Mà chú không có lương tháng để làm công quả cho chùa thôi. Anh chị nghĩ đây, nếu mà làm công việc này lâu năm, một ngày chúng bình 3 xác, 4 xác thì cái lượng ô nhiễm như thế này, chú đứng gần chú làm như thế này, nó một phần là hơi nóng, một phần là khói bụi ô nhiễm rất là tội cho chú. Đây là hài cốt của chị Tập Thị Yên Linh này cô chú chị. Màu trong trắng này hài cốt nè. Đây là nghi thức của chú chuẩn bị nhận hài cốt của chú anh chị. Thank you.
Này chụp về đăng gì anh? YouTube. Thời gian trắng này là phần hai cốt của chuyện. Cái bên hông đây là người em của chị Linh, một con chị Linh cũng qua đây để nhận hài cốt của chị. Trước khi cho gia đình lượm hài cốt thì chú bên lò để nhận trước, xong mấy chú con cháu anh chị em. Một cọt bánh á, cho vừa cái thì những ngày cốt thì mình sẽ nhặt một phần hơn cô chú chị, chứ không phải mình nhặt hết nha. Nhặt cho đủ bộ phận từ đầu tay chân. Xương sống này kia lấy chút đỉnh thì mọi thứ chút chút thôi để đem về thờ cúng tiếp tục, chứ không có nhặt hết. Tại cái nếu mà để nhặt nhiều quá thì mình đem về nhà mình để vô cái hũ này không vừa này của chú chị, hay cái hũ này mình để vừa hài cốt thôi. Nếu mà để nhiều quá thì để không hết, nên lựa vừa đủ cái hũ này thôi và đem về. Một phần còn lại thì cũng đem cất đổ phía sau cái lò này của chú chị, để bên tơ quay cho cô chú chị xem ha. Rồi còn lại dư á, chùa thì cũng xây một cái hố sâu nè để những cái hài cốt dư thừa, để tới ngày lễ cho chư tăng tam mây sẽ tịnh các vị sư về đây để tụng kinh cầu siêu cầu an tại khu vực này cho mấy người đã khuất. Cô chú anh chị nghĩ đi, bao nhiêu đống phân đống than này, không biết bao nhiêu hài cốt nằm trong đây nè. Thì chúng ta không bao giờ giặt hết hài cốt của mình thì đem đi về nhà được, nhặt một phần nào trong cơ thể con người thôi. Và còn lại thì cũng đổ vào đống này nè, rồi đem
tới ngày lễ thì mới thỉnh sư về đây tụng kinh. Cái hài cốt của chị thì nhặt xong á, chủ quả táng thì em vô đây sấy lại, sấy cho khô xong rồi để vô hũ hài cốt em về nhà. Cái hài cốt của chị đã khô rồi. Con người cũng là vô thừa nha, còn sống là 50-60 kg, 70 kg rồi chết đi cái còn một đống tức là sống là với con buồn đó vậy là bởi vì cắt bụi chỉ còn cái một đống phân này thôi. Con người là vô thường của chú chị đó, tức là trở về cắt bụi chỉ còn dư lại một cái ít hài cốt lên về nhà để thờ. Vậy là có hình ảnh không? Đem gì nhiều quá đâu để hết. Đủ đâu, bình thường có đủ đâu mình thảo. Thôi, giờ xong rồi có gì đâu. Ôi, lại dùng đồ luôn ấy mẹ. Dạ, tôi phải chắc luôn. Chắc tầm em nha. Chị hai của em là được họ đó. Thường thường hài cốt mới hỏa táng xong thì tới ngày đem về nhà để tới 7 ngày mới đem để vô cái hũ này thì gia đình cũng yêu cầu để luôn, để vô hũ luôn. Tới ngày làm để từ của chị thì không còn để vô nữa thì gia đình cũng đơn chí không có ai á. Thì yêu cầu để vô hũ luôn. Thường thường bên người Khmer thì tới 7 ngày mới đem để vô hũ, tới ngày âm tần á. Nói chung để gì các bụi lấy đủ của mình thôi, hình hài của chị hai là cho đầy đủ thôi. Đó là nhặt vô đi luôn, để nhặt xuống cái này là phải mỏi hết quá, đâu sản phụ nó không đủ luôn. Để đỡ vậy nên nó có dư thì đỡ gì các bụi thôi. Bởi vậy chị hai nè, phải không đó, mày là cái mày là em dễ, mày là cái mày tím ngủ nha, tím ngửa gọi là tím ngửa. Này sống thì 50-60 kg thì chết đi cũng còn cái con khủ này là của chú anh chị. Đó là cái gì ta? Ở bên người dân tộc Khmer thì đa số thì đem hũ hài cốt để trong nhà để thờ chứ không có chôn như người Kinh người Hoa. Thì dù gia đình nào muốn để cái hài cốt này lâu với ở trong gia đình thì ta để lâu, còn nếu không người ta để tới một năm thì tới ngày giỗ thì người ta sẽ gửi vào chùa để cho các sư làm lễ cầu siêu cầu an xong rồi gọi đem hạ hài cốt tại tại chùa luôn. Rồi đứa con trai của chị Linh đúng hài cốt của chị Linh nhiều để đủ với nhiều mình lấy thôi. Ngay đúng là luật khác còn ơn mẹ con. Rồi mình ta xin kết thúc video tại đây của chú anh chị. Cô chú anh chị xem video cho mình ta xin một like và một cái đăng ký kênh để cho mình ta tiếp tục với kênh YouTube của mình là bên Thiện Nguyện và Văn Hóa Người Dân Tộc Khmer. Thì mình ta cũng không có nói chuyện không hay, cô chú anh chị xem thông cảm nha, đừng cười nha, tại vì kênh cũng mới làm thôi.
cô chú anh chị đăng ký kênh và cho mình tơ một like. Và chúng tôi sẽ kết thúc video tại đây ạ. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ và thành công trong cuộc sống.